Diệu điền dạy lời gợi các con, trì tâm kiếm hiệu lẻ châu son, kim thơ học lấy cho thông thuộc, màu quân ghi lòng khỏi hiểu. Lễ hòa mực mẹ đề thơ gợi cho các con cần thể đôi câu. Con ơi mẹ luôn đau sầu vì tình mẫu tử bấy lâu phai mờ, thương con trẻ ngây thơ cờ dại nhà đắm say trần nên phải xa ngôi. Mẹ đây trông đứng trông ngồi các con thì lại ham mê bể trần. Mẹ xót dạ bao lần gian thế đã nhiều lời thỏa thẻ cùng con, thấy đời lắm cảnh heo hon thương cho con kẻ nặng đòn phải mang. Chào Kim Thi, chào Minh Viên Tiền Giang, chào thầy Hùng, chào cô Thiện Hạnh. Chúc mọi người một buổi sáng luôn an lành. Nhìn mái tảo ngày càng thúc giục, khiến mẹ đây muôn khúc đoạn trường. Nhìn con trước cuộc tan thương thế mà con mãi chủ trương lợi tài. Mẹ truyền lập qua đài đại hội, kêu chúng sanh hãy dội tu hành, đời tàn khó tránh đau bệnh, dù thương mẹ cũng không tranh luận trời. Ngày tận diệt còn thời bao lắm mà chúng sanh bước đi chậm quá rồi. Cũng vì danh lợi trì lôi mẹ đây, vì trẻ đứng ngồi không yên, mong nam nữ lửa phiền lưới tắt, để tránh đi cơn gió bắt thổi lùa, chữ tu vàng cũng khó mua, thân sanh con chỉ ở chùa mới an. Đừng làm mì tưởng bạc vàng là quý, mẹ khuyên con hãy nghĩ cho cùng. Rồi đây trước cuộc hải hùng, con đâu có được thung dung như vậy, bởi mẹ thấy gần đây sẽ khổ, khổ các con mẹ đổ dòng châu. Hải mau thức tình hồi tu mới là được mẹ hộ phù vững an. Ôi trước cảnh tương tàn tương sát, tâm thân con dội dạt nổi trôi. Mẹ dù ân huệ liên bồi cũng không cứu vãn cuộc đời chính nghiêm.
Nay mẹ gửi lời khuyên chung y tất bớt lần đi vật chất thế trần. Ráng dành từ lúc xuân phân nhân sanh phải chịu não nần đáng thương. Con nghe mẹ liệu lường kẻo khổ biết bao điều sập ba đổ con ơi. Hôm nay mẹ hé cơ trời cách con hãy liệu dịnh thời thân sanh. Muôn vẹn chữ tu hành làm gốc điều cách con chi dốc theo thầy. Dù cho các chạy đá bay có chư thần thánh hộ trời trẻ thơ, con nên biết ngày giờ đã hết. Đừng tưởng rằng hễ chết là xong. Khi ra tam giáo cộng đồng con còn phải chịu ngồi trong ngục hình. Thế thì điểm chân linh đi con mất. Các vị coi thánh Phật thần tiên nhào lăn xuống coi quỳnh tiền con chờ đến bảy ức ca niên sau này. Đến lúc cái đó đạo thầy mới mở pháp hồn con ví tở bãi bùng. Hết đường trở lại tiên cung để cho mẹ phải đau lòng xiết bao. Vậy con hãy ngăn rào ngay trước một chữ thành con được hồi nguyên. Kỳ cùng hưởng chút ân thiên mong rằng các trẻ kim niên sáng dịch. Thầy Hùng đi chùa về khỏe không? Chào nghệ nhân Lan Trinh, chào Trúc Ly Trần, chào Tô Hằng. Nhìn rằng mẹ luôn ngắm ngồi phòng quỳnh nhớ trẻ sụt rồi thăm ân. Nhớ con mà mẹ thêm rầu thương con tựa cửa lóng lầu lệ xa. Nhớ ngày mẹ mở lòng qua thương lo con trẻ kỳ ba còn thơ. Cho nên hoàng mẫu đợi chờ chờ con trở lại kịp giờ vào thi. Thì sao con đổ hoa kỳ mẹ mừng con đậu dậy thì kỳ ba. Ngày đó lòng mẹ như hoa trở về tiết cắm quê nhà chiều cùng đó là con mẹ tương phùng sửa sang mở hội chính trùng Phật tiên. Mẹ đây ban thưởng con hiền đẹp lòng hoàng mẫu
phi nguyện con thơ. Đền ơn khi mẹ đợi chờ, vui tâm con trẻ ngày giờ không khô. Đó là rạng rỡ đường tu, là ngày dự hội ngàn thu ba trường. Danh đề bản thánh tòa chương, con hiện rạng tỏ nam đường long qua. Mẹ con xin hở một nhà nam nhi, ban thượng ngọc ngà trăm châu trăm cài, lượt dân tiên hầu ra vào thông thả màn lầu xê sang. Nam nhi màu ngọc đai vàng, cầm rồng ngọc qua đế phụ hoàng ban cho. Đào tiên hoàng mẫu cầm cho, trường sanh tổ quốc ban cho con hiền. Ý lời dạy mẹ kiếm thiền, dạ con ở lại màn tiếng mẹ về. Sáng nay mọi người bận biểu, giờ này giờ làm việc cho nên livestream không có ai coi. Thôi xin tạm ngưng livestream ở đây mọi người nha. Chúc mọi người có buổi sáng an lành.